Vâng, như vậy là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 đã có lần thứ 3 liên tiếp nâng cao chiếc cúp vô địch của cúp quốc gia nữ. Thế nhưng ngày hôm qua cũng là trận đấu cuối cùng của tiền đạo Huỳnh Như trước khi cô bước sang một chương mới trong sự nghiệp của mình. Cô sẽ chuyển sang Bồ Đào Nha để thi đấu cho câu lạc bộ Lanh. Vì thế ngày hôm qua là một trận đấu rất cảm xúc đối với nữ cầu thủ này. Trận chung kết cúp quốc gia nữ chỉ diễn ra ít giờ trước khi Huỳnh Như lên chuyến bay sang Bồ Đào Nha để gia nhập đội bóng mới. Điều đó đã mang tới rất nhiều cảm xúc cho tiền đạo này. Một trận đấu vừa mang ý nghĩa về mặt thành tích, đồng thời là trận đấu cuối cùng của cô trong màu áo câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1. Trước cái trận đấu ngày hôm nay thì toàn đội cũng đã động viên như rất là nhiều và nói là như cũng đã hứa với toàn đội là sẽ cố gắng chơi một trận đấu ngày hôm nay để mà làm món quà chia tay với tất cả mọi người trước khi mà như sang chơi bóng tại Bồ Đào Nha. Dù gặp những vấn đề về thể lực, nhưng Huỳnh Như vẫn thi đấu đầy cố gắng. Chính cô cũng đã thực hiện thành công cú sút trong loạt đá lân lưu để góp phần giúp câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 nâng cao chức cúp vô địch như một lời chia tay ngọt ngào dành cho đội bóng. Hiện tại bây giờ thì Như cảm thấy rất là hạnh phúc. Như mọi người biết thì hiện tại bây giờ thì lực lượng của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1 cũng đang rất là khó khăn. Và hiện tại thì Kiều bây giờ là cũng chuẩn bị lên bàn mổ. Nên em cũng muốn là trước khi mà mình sang bên kia mình chơi bóng thì mình cũng muốn để lại một cái gì đó giống như là giúp cho toàn đội vượt qua khó khăn này và giúp cho toàn đội có động lực nhiều hơn để mà tiếp tục những cái chặng đường sắp tới.